Đi, xin chào cả nhà, chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân cả nhà. Thì bữa nay mình tiếp tục đi thăm lò cá khu vực Rụng Năng tiếp nha cả nhà. Thì bữa nay mình đi có con Ân nè cả nhà, vợ mình nay nó nhà nó không có đi theo, nay mình đi cũng dắt trưa dắt chiều cả nhà. Trời nay cũng nắng nè, thấy ui ui nè cả nhà, trời cũng muốn chuyển mưa nè. Thì bữa nay mình thăm thử 23 cái lò đây. Ở đâu còn có 22 cái cả nhà, được rồi, cái bị cua kẹp gấp rồi, để mình tiến hành đi thăm thử có dính cá gì không cả nhà. Bữa nay cũng 4-5 ngày mình không có đi thăm cả nhà, nước nó giật cạn khô cho nên cả nhà nè, giật cạn khô luôn, cái chặt ụt quá trời luôn nè. Để hôm nay coi có dính gì không. Dạ mình thăm đầu tiên dính cá lóc khủng nè cả nhà, hôm nay mình thăm có dính thì đem theo cái túi lưới nha cả nhà, cái vỏ nè, thử coi có dính gì không cả nhà. Cái đầu tiên mà có ốc thì không thấy đục đục nữa nha, có sặc nhóc. Ô có sặc nhóc luôn, sặc nhóc luôn đó nha. Đầu tiên thấy cái sặc không à, sặc chứ có vô dâm không cả nhà. Còn cái vỏ đây nè, có bao nhiêu nọng đây ta, chắc có sạch không. Nguyên một lò có sạch luôn cả nhà, sạch minh thiên luôn. Giờ có sạch không, chọc ra lò có sạch đây nào. Bắt giờ tới nay giờ thăm mấy cái chưa có hàng họ vậy chứ, còn có sạch không, cái này sao mà ngẩng đầu ra. Có em gì không đây, nhìn đầu ngẩng đầu từ lưa hết trơn đây. Thôi giờ chắc cá sặc không nữa rồi cả nhà. Khu này chắc hết cá lóc hay gì, rồi cá sặc nữa. Nhưng là cái sạc nữa rồi, để xử lý không biết khó gì không mà ngẩng đầu ngẩng đít dữ đây. Quá trời đóng gông nữa nha. Được em cá phi mấy em cá sặc. Rồi để mình úp máy đây. Còn đây cái này, cái này chính chứ chính con cá lóc, cái này nó dính rồi. Thấy im điềm quá, bọc nó quá. Hai em cá phi, hai em cá rô, quá trời lờ mình nó đóng mà. Nó rong quá trời cả nhà, hết biết luôn. Hai em cá rô, hai em cá sặc, em bắt ra cả nhà. Rồi nãy giờ không xuất mồ hôi chứ, chưa có hàng gì họ vậy chứ, này không biết sao đây. Cái chứ không có hơi dính nhóc hết trơn cái này. Rồi cá chốt không. Ô 5-6 con cá chốt luôn, sáu con cá chốt luôn mà chắc ăn được 2-4 con à. Còn hai con này chắc ngủm à, hai con này nó hôm quấn cái hôm mình luôn nè cả nhà, vô nó quấn cái hôm mình luôn nè. Được 6 cái chốt rồi, để mình xử lý cái cả nhà. Con này chắc phía sau mình dời đi quá cả nhà, hết cá gì là này dính gì không mà nó đậu nhỏng lên nè. Có giật giật nè cả nhà, giật giật nè. Này cũng có lý nè cả nhà, được ba con cá phi, còn cá lóc
Cái này cũng ngon à nha. Nãy giờ mới thấy được cái này im im. Mấy cái kia nó giờ chết không. Này được bốn ba ba cái phi. Em có lóc. Cái này cũng ngon à nha. Có hàng là được rồi. Vậy rồi sao chứ mới có mới rồi đi quay rồi được chứ cả nhà. Rồi mà thăm dính chán à, ngon bốn em này cũng được rồi. Tiến hành bắt ra cả nhà, chuyển mưa đen hết trơn cả nhà nè, cả nhà nó đen chợ hết trơn rồi nè, chợ đang mưa luôn nè, để mình tranh thủ bắt ra cả nhà. Nào tới tiếp quay cho cả nhà. Dính em cua ngủm nè cả nhà, này dính thôi, quọn quọn trống này cả nhà. Ba cá phi nữa cả nhà, ba cá phi nữa, ba cá phi này cũng ngon cả nhà, chà bá nọ luôn, cá phi về chiên xù nhức nách luôn, ăn là nhức nách luôn nha cả nhà, quá ngon ba em cá phi. Rồi để anh bắt ra cả nhà, tranh thủ để mưa cả nhà, chuyển đèn chân à, biết kịp không đây. Đây cái này thấy cá phi lật bụng lên nè cả nhà. Này thấy em cá phi ngủm à, mấy con nữa đây. Được ba em này ngủm à, còn hai em hả? Có cá phi nhóc. Có phi uống không à? Có phi uống gì không nè? Hả? Rồi để anh bắt ra tiền nào tới tiếp qua cả nhà xem. Hú hồn chim én luôn. Cái này không biết sao đây, thấy chim ngủm nè. Cá dính gì không hả? Chim chim cái lợ luôn à. Hui. Có hàng cả nhà ơi. Hàng nha. Cá phi cá lóc gì đây, chắc cá phi nữa. Wow, một lò cá phi luôn. Bảy con cá phi nữa cả nhà, mấy con cá sặc. Có hàng là ngon ngon ngon. Rồi để mình bắt ra cả nhà, tranh thủ cả nhà. Giờ đây mới giật dữ rồi. Để cái chừng ghép cái lờ. Cái cá phi nữa. Ba em cá phi nữa. Hết biết cá phi dữ rồi ta. Rồi để anh tiến hành bắt ra cái đàn cá này nè. Ây da. Rồi thấy em cá phi dẫn nữa rồi. Phình bụng lên này. Ba em lủng lủng em. Hai em. Ủ ủ còn. Tới cái tiếp mình quay cá trời trời dầm cả nhà. Bò bò cái này nó dính vô đây
cùng đây. Đấy, có em cái sạch lật bụng chẳng rồi. Cột đầu ra cho cái sạch con hơi rồi. Cái cuối cùng. Đây cái sạch luôn. Cái lóc nhỏ. Sạch này về chiên ăn cả nhà, muối. Muối rồi phơi dốt dốt chiên ăn ngon lắm cả nhà. Sạch đào đào sạch muối mặn mặn đó nha, rồi đào phơi phơi nắng hay nắng vậy đó, rồi đem vô chiên ăn ngon lắm, ăn cơm canh là nhức nách luôn cả nhà. Rồi đến bắt ra cả nhà, rồi hồi tổng kết cá cho cả nhà xem luôn nha. Rồi tổng kết cá luôn cả nhà, thì được có hai em cá lóc à, hai em cá lóc rồi cả nhà, hai em thì chắc cỡ ký lô à, em chắc cỡ cỡ 5 lạng à, với cá sặc ở cá phi quá trời luôn cả nhà, cá phi chắc cỡ 4-5 kg, rồi cá sặc cá gô về hơi khô mặn mặn ăn cả nhà, hơi muối mặn mặn hơi khô chiên ăn cả nhà. Rồi để mình chuyển hướng rồi cho cả nhà xem cá phi nè, cả nhà cá phi với cá sặc cá gô nè cả nhà, mất biết luôn nha cả nhà, cá phi chắc cỡ 5 kg nha cả nhà. Bú không mập mập không bàn tay không nha cả nhà, nụ nụ không hết biết cà phê sạch cũng ngắt luôn rồi cả nhà, nay cũng được nha cả nhà, không trúng không quá trời chạy cầm luôn cả nhà, chỉ mưa đen trơn rồi nè cả nhà, thấy không trời cầm quá trời nè. Rồi mình chắc khép lại video đây luôn cả nhà. Nếu cả nhà có yêu thích video mình hãy đăng ký và chia sẻ cho mình một like và một đăng ký nha cả nhà, cho mình có động lực làm tiếp nha cả nhà, có động lực mình làm những video hay hơn cho cả nhà xem cả nhà. Rồi chúc cả nhà luôn vui vẻ và hạnh phúc nha cả nhà.